chạy gần 3 km để tới hội chợ ở đình ông Nguyễn. Lúc ba đứa tôi chạy khúc công viên ông Nguyễn để ngắm cảnh hoa đăng vô cùng lộng lẫy, bỗng nhiên bắt gặp anh chàng này rất đẹp trai, nhưng chưa kịp chào hỏi thì ảnh đi lẹ quá. Chúng tôi có cảm giác vận may đã tới nên quyết định chơi lô tô kiếm hên. 10.000 một tờ lô tô, ai kinh sẽ được một cái thẻ cào 200k. 31, số gì kia mình chờ hàng 4, 4 gì đây, 4 cùng 6. Đọc từ từ thôi để ba đứa tôi vào, thẻ cào 200k sẽ thuộc về chúng tôi. Ngồi ghế sẽ có người đưa giấy và cục phấn cho kéo lô tô, một tờ 10k, nhưng chỉ có mấy đứa trong hình được chơi, còn con quay phim không chơi được, chơi rồi sao quay. Nhưng mà lỡ lấy luôn rồi thôi, đưa nhỏ này dò hai tờ luôn vậy. Nguyên ở chế cho con, Sang, Nhi, Tính. Ở Tính. Đó, nhóm dài con bé là chúng ta dò số mọi người nha. Lên đường. Lên nha. Số gì đây à? Số gì đây, cái số gì đây? Mua có 4 tờ mà người ta để sẵn vé cho bàn sau để mình dò tiếp thì trả tiền tiếp. Đợt 1 bay 30.000 cho 3 tờ. Đợt 2 là 60.000. Đợt 3 bay 90.000 cũng không kinh nổi một tờ. Thôi không mấy nghĩ chơi đi. Tới khi mình chờ số cuối thì người ta kinh, mà kinh một lần cả đống người. 59, 39, 26, 19. Tay tụi bay thúi quá để Phương. Ai dè tay Phương còn thúi hơn, không chờ một con. Ôi tôi có nhìn lầm không? Một con chó màu trắng tinh khôi đang nhai xương trên sân khấu sao? Thật là hảo hán, quay đít về hướng khán giả, nhai xương một cách mỉa mai mấy người không trúng lô tô hay gì nè.